chị xem các bé cún cưng bên nhà em là quá yêu thích luôn, cho nên là hai vợ chồng của chị Hồng ở Hậu Giang lên đến tận shop thú cưng giá rẻ để gớt bé bundle luôn nha. Và đây là hai anh chị đã chốt một bé dàn mơ của bên nhà em nè. Em đang hướng dẫn cho hai anh chị cách tìm người và sổ dung nha. Và đây cũng là lần đầu mà hai anh chị gớt bé cho nên là cũng còn nhiều băn khoăn thắc mắc. Các anh chị cũng cứ yên tâm nha. Bên em thì ngoài giao các bé này thì bên em còn hỗ trợ chăm sóc, hướng dẫn cho các anh chị chăm sóc các bé trọn đời luôn, cho nên là cứ yên tâm, lúc nào cũng có shop thú cưng giá rẻ bên cạnh các anh chị nè. Ở shop thú cưng giá rẻ thì chuyên cung cấp các dòng cúng cảnh uy tín và chất lượng nha anh chị. Khi mà chốt các bé bên nhà em, các anh chị sẽ được bảo hành một đổi một khi mà phát hiện tầng lỗi nè, rồi đặc biệt là giao đến tận nơi cho các anh chị, hoặc là các anh chị có thể đến tận shop để chọn và ướp bé giống như là vợ chồng của anh chị Hồng nha. Và cuối cùng là cho shop thú cưng giá rẻ cảm ơn hai anh chị rất là nhiều luôn, đã vượt đường xá xa xôi nè đến tận shop để ướp bé luôn nha. Và bây giờ thì bé bundle vàng mơ của em về nhà với chủ mới nha. Em cảm ơn hai anh chị rất là nhiều. Các anh chị muốn mua được cún giá rẻ chất lượng thì để lại comment bên dưới nha.